nó xuống thấp thế thì mình phải thế này đánh lên chứ lại làm thế này xuống rồi nó xuống dưới đất à? Thì mình đứng lệch một tí nào này lên. Thổi ra nào con. Con thổi ra đây. Wow. Xem nào. Wow. Đấy. Tham kìa, tham bệnh á. Em bé ơi. Con làm bún nhỏ cầu mới xin nhau, cầu hỏng là nhiều lắm. Về mình chơi. Cái bọn chúng nó đánh cầu nhỉ, đứt mấy lông nó không lấy được rồi. Thì đánh nó không sướng thì vợt nó sướng như đắt tiền thế đánh cầu hỏng đánh là gì? Cơm về ạ. Hôm nay nó cho ăn cơm nhá. Cho ăn bột nhá. Cho ăn bột đấy, nhá. Thấp chưa? Ôi giời.